Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là dây bí dứa của mình nó đã ra trái rồi nha các bạn. Thì bí dứa này giống của Nhật, rất là thơm, mùi lá dứa nên người ta gọi là bí dứa. Thì cái trái của nó hình tròn và hơi dài một chút xíu. Dây bí dứa này, cái giống này nó ra trái rất là sai trái nha các bạn. Nhưng mà hôm nay ở nơi mình ở đó nhiệt độ lên cao 105 độ, nên cái dây bí của mình đó, nó khựng lại các bạn. Và hôm nay trời mưa được vài tiếng nên nó đã hồi lại sức đó các bạn nhìn thấy. Đây là một trái nữa nè các bạn, đây một trái nữa nè đó. Cái bí dứa đó mình đứng ở dưới phía dưới vàng như thế này mà cái lá nó tỏa ra mùi hương, mùi thơm của lá dứa đó các bạn, rất là thơm luôn. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái bí dứa này ăn rất là ngon nha. Khi mà nấu nồi canh thì thơm mùi lá dứa thơm phức luôn. Trong cái phòng ăn của mình thì mình nghe mùi toàn là mùi lá dứa không nha các bạn. Ăn vào thì nó mềm, nó bùi, nó rất là ngon luôn. Thì bí lá dứa này trị bệnh rất là hay, làm giảm cholesterol, giảm tiểu đường. Những bạn nào mà muốn diet thì uống nước lá dứa này nó cũng xuống cân các bạn. Nghĩa là mình lấy cái trái bí mình nấu, mình hầm ra nước rồi pha với đường phèn uống rất là ngon và thơm các bạn. Nên ở chỗ mình ở đó, người nào cũng trồng bí dứa để lấy trái nấu, lấy nước uống, để trong người mát, rồi lại trị bệnh tiểu đường, bệnh cholesterol cao máu đó các bạn, với cao mỡ. Thì tác dụng của nó là làm cho mình giảm bớt mỡ trong máu, rồi đường trong máu các bạn. Uống vào đó, uống vào trong người rất là mát, ngủ được nhiều các bạn. Tức là mình uống vào thì mình tối mình ngủ rất là ngon. Quỳnh Mai nghĩ là chắc có lẽ tại nó mát nên mình uống nước của nó mình ngủ rất là ngon luôn. Thì hôm nay cái cây lá dứa của mình nó bò ở trên vàng tới bao nhiêu đây, có qua đợt quá có qua đợt rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà tại vì trời nắng đó, cái qua cái nó không có ra. Qua đực thì ra rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái dây bí này nó kéo dài thời gian tới mùa thu luôn nha các bạn. Tới mùa thu trời mát thì nó sẽ phát triển nhanh và nó cho mình trái rất là nhiều nha. Bây giờ trời nắng nóng nên nó khựng lại, làm như là nó bị nó bị bén đó các bạn. Tại vì không có trời mưa, không có nước đó. Mình tưới nước thì nó cũng không có tốt bằng nước mưa. Nên cái dây bí của mình nó hơi khựng lại một chút. Nó ra qua đực thì nhiều, qua cái thì ít. Nhưng mà hôm nay trời mưa lại cũng được 2 ngày. Nên mình nghĩ là nó sẽ cho mình qua cái, tức là trái các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái trái nó tròn tròn thì rất là dễ thương nha. Đó. Thì đây là cái giống bí dứa của Nhật Bản. Mình trồng trong 2 cái thùng nha các bạn. Cái thùng màu vàng đó 2 dây, thùng màu xanh đó là 1 dây. Các bạn nhìn thấy cái lá ở phía gốc của nó màu vàng. Tại vì hôm nay trời nắng quá nên
nên cái lá của nó màu vàng đó các bạn. Đây là một loại bí đao mà ở trong vườn nhà Quỳnh Mai trồng, mang tên là bí dước của người Nhật. Bây giờ Quỳnh Mai xin giới thiệu tiếp một loại bí khác nữa. Mình đi từ từ tới cái gốc bí khác nha. Đó, đây là bí đỏ các bạn, của người Lào. Nó ra bông mà mình không có thấy trái nha, tại vì nắng quá luôn. Rồi, bây giờ tới cái dây bí đao loại khác, mình cho các bạn xem luôn. Đây là bí đao. Đó, các bạn nhìn thấy nó có cái trái nha. Mình lấy cái đồ mà mình đội đầu đó các bạn, bọc nó lại, vì tại vì mình sợ là cái con ruồi vàng chích rồi cái trái bị đẹp luôn, nên mình bọc nó lại như thế này để bảo vệ cái trái bí. Thì cái dây bí này là bí bí đao của Việt Nam nha. Đây các bạn nhìn thấy nó trên vàng nó có trái đó, dài như vậy đó. Người ta thường gọi là bí đao chanh, tại vì cái trái của nó không có lớn nhiều mà chỉ hơn chừng 2 tấc các bạn. Thì mình đủ một nồi canh cho ba trong gia đình, ba người ăn thì đủ các bạn đó. Thì hôm nay nó cũng đậu trái rồi. Cái dây bí này mình trồng 2 dây nha. Đó, cái trái nó dài rất là dễ thương, ở trên đầu nó có cái hoa đó, rồi kế bên có hoa đực, nên con ong nó thụ phấn giùm mình. Thì cái trái này nó đã đậu rồi đó các bạn, nó ra hình dáng trái bí vậy đó. Thì cái dây bí này nó cũng rất là sai quả nha. Các bạn nhìn thấy cứ cách một khoảng là nó có một trái bí nha. Đó các bạn nhìn cái bí cái ở trên đầu có cái hoa đó. Rồi đây là cái bí nó đã thụ phấn xong, nó ra thành cái trái bí nó thòng xuống đó các bạn. Đó. Thì bí này cũng là một loại bí đào chanh, thì nó ăn nó cũng mát, rồi nấu nước nó cũng mát các bạn, nhưng mà nó không có thơm mùi lá dứa thôi. Và cái lá nó cũng khác các bạn. Đây cái lá bí đao chanh thì nó có một cái nhọn ra ở chính giữa, và hai bên cũng có cái đầu nhọn ra các bạn. Đó là dây bí nha, bí đao chanh. Đó. Rồi mình đi giới thiệu các bạn tiếp một loại bí khác, bí đao khác. Đây cho các bạn xem, đây là dây bí khác, cái lá rất là to đó. Thì cái dây bí này nó rất là tươi tốt, nhưng mà nó chưa có trái các bạn, nó đang bò. Thì dây bí này là bí vỏ xanh, trái lớn dài dài, nó dài tới 4-5 tấc nha các bạn. Cái vỏ nó màu xanh đậm, còn ở trong ruột của nó thì dẻo, khi mà mình nấu canh nó dẻo và nó ngọt. Cái này là giống mới của bên Việt Nam nha các bạn. Đó, thì mình gieo được tất cả là 5 dây. Mình trồng cái thùng dài này là 3 dây và bên kia 2 dây, tức là chỗ này mình trồng 5 dây bí nha, để cho nó leo lên cái vàng đó. Thì cái dây bí xanh này nó nằm kế bên cái dây bầu các bạn, nên nó mới nó không có leo qua bên dây bầu được, mà nó leo ngược trở lại ở trên cái vàng của mình, tức là trên vàng của mình. Chỗ này là dây bí xanh dài, loại ngon của Việt Nam mới cấy ra. Cùng bên đó là dây bầu. Đó, dây bầu là ở đây nè. Mình tất cả có là 3 dây bầu nha. Còn bí đao thì mình có bí đao dứa nè, rồi bí đao chanh nè,
Rồi bí đao này là bí đao xanh, trái dài mà cái ruột thì khi nấu canh nó dẻo, ngon ngọt, loại mới. Đó. Thì cái dây bí này nó chưa có trái, nó đang bò các bạn. Đó. Thì mình giới thiệu cho các bạn biết cái vườn của mình trồng như thế nào nha. Đó. Thì đây là chỗ của bí đao dứa. Trong hai cái thùng đó là bí đao dứa. Còn cái thùng đen bên đây là mình trồng húp khía nha các bạn. Đó. Húp khía thì nó chưa có bông và nó chưa có trái. Còn hai thùng này là mướp hương thì nó cũng đang bò lên các bạn. Cái lá các bạn nhìn thấy cái lá nó lớn ghê không, nhưng mà nó chưa có trái, nó đang bò. Đó. Thì mướp thường gần tới mà mát nó mới có trái các bạn, tức là gần tới mùa thu nó mới có trái, lúc đó thì mình ăn không hết luôn đó, phải đem đi cho đó các bạn. Tại vì nó ra lần mấy chục trái luôn, lớn một lượt rồi già đi một lượt luôn, nên mình phải cắt cho đó các bạn. Còn bí dứa thì mình sẽ để dành để mình nấu nước uống cho thơm với trị bệnh, rồi ăn cho ngon các bạn. Đó, thì hôm nay mình mai chia sẻ với các bạn về những dây bí của mình thuộc loại gì mà mình trồng trong vườn nha. Đó là mình trồng ba loại là bí dứa, bí đào chanh, rồi bí màu xanh đậm nha các bạn. Đây còn trái bầu này còn non nên mình chưa có cắt nha. Mình bữa hôm cắt 4 trái mà mình đem cho, mình chỉ chừa lại 1 trái thôi nha các bạn. Đó. Thì khi mà các dây bí nó leo lên tới vàng thì những cái lá ở dưới gốc đó các bạn nó vàng đi, nên bắt buộc mình phải cắt bỏ. Nếu mà mình để rậm rạp quá thì nó sẽ có những cái con bù xích nó lợi nó ăn, còn mình để trống thì nó không có lợi nha các bạn. Đó, những cái lá bầu nó vàng đi mình cũng phải cắt bỏ. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.